đây vài tháng, giới chơi xe và cộng đồng mạng Việt Nam đã xôn xao trước thông tin đại gia Minh Nhựa là chủ nhân của siêu xe thần gió Pagani Huayra. Ban đầu, tin đồn về sự có mặt của Pagani Huayra tại Việt Nam có hồi tháng 4 năm 2016. Tuy nhiên, đến tháng 6, một hợp đồng bảo hiểm Pagani Huayra và tên người xuất hiện trên bản hợp đồng đã phần nào tiết lộ mức giá của siêu xe trên. Theo đó, mẫu Pagani Huayra thuộc phiên bản 2013 và giá lên đến 78 tỷ đồng, mức cao kỷ lục từ trước tới nay tại Việt Nam. Ngay khi mức giá được hé lộ, thông tin về chủ nhân của chiếc xe ngay lập tức được truy lùng và quan tâm đặc biệt. Bỏ ra 78 tỷ đồng để tàu về chiếc Pagani Huayra phiên bản 2013, Phạm Trần Nhật Minh một lần nữa khiến cho giới chơi xe tại Việt Nam phải mắt tròn mắt dẹt. Trước đó, doanh nhân này cũng là chủ sở hữu của hàng loạt siêu xe như Lamborghini Murciélago LP670 4SV và Bugatti Veyron hay Lamborghini Aventador LP704 màu cam. Vậy, Phạm Trần Nhật Minh giàu cỡ nào mà lại chịu chơi như vậy? Trong giới con nhà giàu tại Việt Nam, cái tên Phạm Trần Nhật Minh đã trở nên quá quen thuộc. Anh sinh năm 1983, thường được bạn bè quen gọi là Minh Nhựa, còn tên tiếng Anh là Tommy Phạm. Hiện tại, Nhật Minh đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa Long Thành, chịu trách nhiệm quản lý các mảng cung ứng, tài chính kế toán, hành chính nhân sự và sản xuất. Đây là những mảng kinh doanh gần như chủ chốt của doanh nghiệp này. Minh Nhựa cũng chính là con trai duy nhất của ông Phạm Văn Mười, Tổng Giám đốc công ty Nhựa Long Thành và là người kế thừa để phát triển doanh nghiệp này. Trước khi bỏ ra 78 tỷ đồng để tàu về chiếc Pagani Huayra phiên bản 2013 hay còn được mệnh danh là thần gió, Minh Nhựa đã có trong tay những model siêu xe khủng nhất thế giới như Bugatti Veyron, Lamborghini Murciélago LP670 4SV và cách đây không lâu là Lamborghini Aventador LP704, Rolls-Royce Ghost và Rolls-Royce Phantom. Trước đây, đại gia Minh Nhựa từng chia sẻ một thông tin buồn rằng thần gió sẽ phải quay đầu do chịu thuế suất quá cao. Và hôm nay, sau nhiều lần úp mở và bị trì hoãn, Minh Nhựa đã chính thức đưa siêu xe được mệnh danh là thần gió Pagani Huayra về gara của mình. Pagani Huayra là một trong những chiếc xe nhanh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Xe sử dụng động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6 lít, mang đến công suất tối đa 720 mã lực và mô men xoắn cực đại 1.100 nanomet. Xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 2,8 giây, tốc độ tối đa là 370 km/h. Trong thử thách với vòng đua tại Tokyo, Pagani Huayra hoàn thành trong thời gian 1 phút 13,8 giây, chỉ chịu thua duy nhất chiếc McLaren 675NT với thời gian 1 phút 13,7 giây. Ngoài thú chơi xe, Minh Nhựa còn có nhiều sở thích tốn bỏ tiền khác. Vào trang cá nhân của anh, không khó để thấy cuộc sống vương giả, sang chảnh của chàng thiếu gia này với cơ man nào là đồng hồ, điện thoại hàng hiệu, quần áo thời trang, visa đẳng cấp, cùng những chuyến công tác nghỉ dưỡng tại các khu resort mà người thường khó lòng bước chân vào.